Vậy chúng mình chuyển tiếp sang phần nội dung thứ hai, đó là các con quan sát vào sách giáo khoa trang 33. Luận điểm trong văn nghị luận là những kết luận có tính khái quát, có nghĩa phổ biến đối với xã hội, ví dụ như là chống nạn thất học hay là dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Thứ ba có thể là cần tạo ra một thói quen tốt trong đời sống xã hội, hoặc là sách là người bạn lớn của con người. Thì con thấy rằng là tất cả những luận điểm đó là những luận điểm mang tính phổ quát, và mỗi cá nhân chúng ta thì các con đều phải nhận biết được vấn đề này, và chúng ta tìm những luận điểm để chứng minh. Trong bài văn nghị luận thì các luận điểm các con thấy rằng nó có mối quan hệ rất là chặt chẽ với nhau, và khi chúng ta làm bài thì các bạn cần phải lưu ý cho cô là cách việc chúng ta đọc kỹ đề bài, xác định luận điểm chính, nội dung, đối tượng nghị luận. Sau đó các con sẽ tìm cho cô những cái cách lập ý, các bước lập ý cô đã hướng dẫn, và chúng ta đến với bố cục bài văn nghị luận. Bây giờ các con sẽ cùng với cô đi tìm hiểu một cái đề cụ thể, sau đó thì cô sẽ định hướng các bước làm bài liên quan đến lập luận trong bài văn nghị luận nhé. Chúng ta sẽ đến với một đề bài. Cô ghi đề bài lên bảng. Đề bài đó là diện giải thích câu tục ngữ có chí thì nên. Đây chính là một đề bài văn nghị luận. Các con thấy rằng là chúng ta sẽ phải đi làm bài văn này. Thế thì bước 1 các con sẽ đi tìm hiểu đề và tìm ý cho cô. Và tìm ý. Tìm hiểu đề chúng ta trả lời 3 câu hỏi. Một là nội dung của đề. Thứ hai là chúng ta trả lời kiểu bài. Thứ ba là tính chất của đề. Thì con thấy rằng là nội dung của đề ở đây sẽ hướng đến đó là làm rõ được cái ý chí cũng như là nghị lực của con người sẽ quyết định thành công. Như vậy nội dung ở đây con thấy là khẳng định ý chí của con người. Ý chí con người làm nên thành công. Về kiểu bài, các con thấy kiểu bài ở đây chắc chắn là kiểu bài văn nghị luận. Tính chất của đề đó là khuyên nhủ. Khẳng định. Trong quá trình làm bài, các con có thể lựa chọn cách suy luận nhân quả, hoặc là điều kiện giả thiết, hoặc là so sánh tương đồng, tùy các con, bởi vì thực ra mỗi bạn có cách lập luận riêng, nhưng chúng ta đều phải hướng tới những cái mục tiêu nhất định sau đây cho cô. Thì chúng ta tiếp tục chuyển sang phần 2 nhỏ, đó là lập giản ý. Về lập ý thì cô để phần này các con về nhà theo 3 bước cô đã dạy từ tiết trước, và các con có thể lập ý được. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con phần chúng ta giản ý. Giản ý thì cô sẽ gợi ý con 3 phần như chúng ta đã học mở bài. 25 mã là thân bài. Và 35 mã là kết bài. Đối với phần mở bài thì thông thường các con sẽ đi giới thiệu vấn đề nghị luận. Chúng ta làm khoảng một đoạn văn 3 đến 4 câu. Tiếp theo là về thân bài, các con sẽ đi làm cho cô các luận điểm sau đây. Luận điểm đầu tiên thì cô ký hiệu là số 1. Chúng ta sẽ có luận điểm 1 là các bạn sẽ đi giải thích câu tục ngữ có chí thì nên có nghĩa như nào, và người có chí thì là người như thế nào. Tiếp theo là con chuyển sang luận điểm 2, là mình sẽ đặt câu hỏi là tại sao có chí thì nên. Hỏi chấm. Luận điểm số 3, biểu hiện cụ thể là gì? Và luận điểm số 4 các con cũng có thể làm, đó là bài học cho bản thân như thế nào? Bài học con rút ra cho bản thân. Về kết bài thì các con có thể khẳng định yêu cầu của đề. Yêu cầu của đề
Và chúng ta còn bước 3 là các con viết thành bài văn hoàn chỉnh. Và bước 4 là chúng ta sẽ kiểm tra lại nếu có. Thế thì bước 3, bước 4 các con có thể về nhà hoàn thiện cho cô. Như vậy là bài học ngày hôm nay thì cô đã giới thiệu các con, chúng mình cũng đã phân biệt được lập luận trong đời sống và lập luận trong bài văn nghị luận khác nhau như thế nào rồi. Chúng ta cũng đã trải qua phần luyện tập với một đề văn cụ thể, cô đã hướng dẫn các con tìm hiểu đề cũng như là việc chúng ta luyện tập thêm về bố cục. Tuy nhiên thì thực ra là mỗi một tiết học về lý thuyết nó cũng không có quá nhiều điều khó khăn, nhưng cái quan trọng là về nhà các con cần phải diễn đạt nó thành một bài văn hoàn chỉnh. Các bạn cần dành nhiều thời gian hơn để chúng ta tập viết đoạn văn. Sau đó thì các con sẽ kết nối các đoạn văn đó thành một bài văn có sự liên kết mạch lạc và bố cục rõ ràng. Bài tập về nhà của cô ngày hôm nay như sau. Các con về hoàn chỉnh những cái nội dung cô yêu cầu ở trong sách giáo khoa phần bài tập trang số 32 đến trang 34. Chúng ta chuẩn bị bài sau, đó là tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh. Và cô rất mong được gặp lại các con qua những phần bài học tiếp theo để có thể được đồng hành với các con trong những tiết học hiệu quả. Cô thân ái chào các con.